Oh,
sự hiện tại sẽ mang lại nhiều may mắn cho tất cả chúng ta. Triệu đồng trong chương trình tối đêm nay. Và quý vị ơi, mong quý vị đã tham gia tham dự với lại gánh hát Lưu Tương Hương Nam. Và ai nhận cái quạt nhỏ là giùm em, mà để gió nó tóc cái máy lên nó kỳ đúng quý vị. Ai tắt giùm em cái quạt cũng được quý vị. Có ai cầm cái đầu mối tắt quạt không? Trời, dạ. Nãy chị bận đầm đi bóng mà nó khỏi mà nó hít vô là thấy nó nhau. Thấy cái gì? Không, thấy cái ngứng mỡ em. Rồi thôi bây giờ quý vị, những cái dòng loại đầu tiên chúng em phục vụ cho quý vị. Mong muốn quý vị nhớ quan hệ và ủng hộ giúp cho chúng em. À, gia đình mình ơi, mình đi chơi lô tô mình vui vẻ lên nha. Đó, cái mặt mình quan hệ lên nè. Để mình cùng đón nhận với những cái dòng loại mà chúng em phục vụ cho quý vị bên dưới. Dạ nào, dạ này cũng là cuối tuần nha quý vị. Cho các thi xin mời một chủ nhân lên đây hỗ trợ để kiểm tra hai vị banh bên trên sân khấu để tạo ra một tính chất minh bạch rõ ràng, công khai để cho quý vị không nghi ngờ khi đến với lại Lô Tương Nam. Có thể quý vị ở bên dưới quý vị sẽ nghi ngờ, và cái điều quý vị nghi ngờ chúng em không thể trách được, vì lý do tại sao quý vị đến đây quý vị vui chơi thì quý vị muốn tạo ra một tính chất công bằng, cho nên Lô Tương Nam luôn luôn đồng hành với lại quý vị. Xin mời toàn thể quý vị nào có ý muốn lên đây để kiểm tra banh giùm cho chúng em, mình giơ tay lên nè.
dạ, à, lên em tặng và chúng em sẽ ưu tiên cho ai có những đứa con nhỏ à. Nó bắt đầu biết chơi con gấu bông đâu, để ba nó chơi được rồi. Rồi được không? Rồi ok, mời anh. Anh lên đây kiểm tra banh dịch cho em nha. Rồi, em mời anh trai lên đây ạ. À. Rồi trước khi anh lên, anh đứng ngay chỗ đó, anh quắt tay 3 lần để em thấy dấu hiệu ạ. À. Rồi đứng đây quắt tay 3 lần. 1, 2, 3. Rồi mời anh lên. Con số 5. Và anh thấy từ con số 5 tiến hành đến con số 3, 10. Rõ ràng không? Đó, anh cứ kiểm tra nha. Nếu mà anh thấy con số nào có hai con, anh la lên hay không rõ ràng để báo cho mọi người biết nha. Rồi, đó, anh nhìn từ con số 31 tới con số 60. Rồi, anh nhìn rõ ràng, không có con số nào trùng lập. 38 có một con 38 nha, anh để ý giùm em có ba một con 38 thôi. Ha, cái gì? Lé luôn hả? Không sao, anh cứ nhìn rõ đi. Thời gian rồi, ok, anh sẽ được đứng đây kiểm tra banh đúng một tiếng đồng hồ, anh hãy xuống. Rồi, nghĩa là bây giờ chúng em đang hoạt động với dòng loại mới để phục vụ cho quý vị ăn rồi gửi tặng anh. Cảm ơn anh. Rồi, trời ơi, mặt thấy ghét quá. Quê anh ở đâu? Ngoài Bắc là. Ngoài Bắc là ở đâu? Thiếu cha gì anh ơi? Bắc Ninh. Bắc Ninh hả? Ok anh. À, em ở, anh xuống đi, em ở Bắc Cạn nha. Ok anh, cảm ơn anh. Cái mặt dễ thương quá, chị mình đi đã lắm. Rồi thôi, bây giờ quý vị ơi, dòng loại đầu tiên là dòng loại 20.000 đồng. Ai chưa có vẽ giơ tay lên nào quý vị? Kia kia ủng hộ bán vé cho gia đình mới mở hàng nhanh gọn lẹ để cho chúng em bước qua những cái dòng lời mới để phục vụ cho cái gì qua những tấm vé thân thương từ Gành Hát Lưu Tường Hưng Nam. Còn ngay từ bây giờ, thủ tục của Gành Hát Lưu Tường Nam cuộc vui như thế này, quý vị lưu ý 4 con hàng ngang hợp lệ, 3 con là thiếu, 5 con là dư và số lưu số mờ thì quý vị cứ việc trao đổi là tất cả các người đẹp trong Gành Hát Lưu Tường Nam. Đây, người đẹp Tina mặt đầm đen có hai quả bơm xếp. Quý vị đang thấy hai quả bơm này, quý vị sẽ liên tưởng tới một cái gì quý vị? Đó, hai cặp dưa hấu trừng Tết ạ. À. Rồi, đầu năm đầu tháng đây, ai mà có cần quả dưa hấu trừng Tết vào 30 Tết, quý vị đến ở đây, chúng em sẽ tặng cặp dưa hấu để cho quý vị về trường làm quà quý vị nha. Dưa hấu của chị á hả? Không, của Tina. À, của chị Tina. À. Lỡ như hai chú nhân muốn là sao? Hai người muốn thì một người chia đôi nha. Một người cầm trái đem về bữa ra. Rồi thôi, bây giờ quý vị coi vé trên tay. Hết chưa quý vị ơi? Ngay từ bây giờ quý vị sẵn sàng dò số chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Rồi sẵn sàng rồi, bắt đầu dò số. Trời ơi, ông thanh quý vị đồ quý này á. Là quà quá, bữa nay thấy bấm dây đó mà. Là quà. Ủa? Cô ba cháu giàu luôn nè. Rồi ghé qua đây luôn đi thôi. Hà lòng tôi đi hết là làm lại từ đầu. Hà lòng tôi đi hết là chẳng nợ gì nhau. Cho quý vị đến đâu rồi mình tắt ngày sau. Vì một người như tôi có thắng hay không. Vì người ta chết chết chết. Vì một người như thế sang như bắt đầu cuộc đời. Chẳng tại vì tôi có yêu như người ta. Màu yêu màu vơ. Một cái từng lìa xa. Năm mươi lăm, 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 năm mươi lăm,
là dòng loại 20.000 đồng. Quý vị nào chưa có vé thì ủng hộ dùm cho chúng em coi như kích lệ tinh thần quý vị thân yêu nha. Rồi từ từ với Hương có chồng bao nhiêu tuổi rồi? 30 hả? Chờ nhỏ 12 tuổi. Số ký hiệu 456. Bao nhiêu? 456. Bao nhiêu chị? Bị điếc hay bị đen? 456 đúng rồi. Rồi số trúng thưởng 5 a à, con số nãy ra mình kêu 24. 38. 38. 38 có 1. Rồi 55. Nó có 2. Và đặc biệt hơn nữa quý vị thấy á, ở trong chương trình tới đêm nay thì quý vị sẽ gặp gỡ qua những cái chương trình đặc biệt à, cũng như giao lưu với lại chúng em qua những cái dòng lời khiêu lưu tô. Đem vé vô đây nè, hủ ơi cho con trai nè. Con trai ơi, con từ từ con dơ, nó thấy cái nách con từ nghiệp con. Rồi, ok đưa vé. Rồi con cảm ơn chú đi. Rồi, con cảm ơn chú đi. Con cảm ơn chú. Nghe lời cô nè. Con cảm ơn chú. Chú bê đen. Hết luôn. Thôi bây giờ quý vị ơi, dòng lời kế tiếp các em đều vẫn phục vụ kia đem giáo cho các bạn kìa, các gia đình mình ơi. Hủ ơi hủ đây nè, trước mắt luôn kìa. Đó. Rồi bây giờ ai chưa có giáo quý vị ở tay lời quý vị. Dạ rồi quý vị ơi, quay sẽ lại vòng loại này và đưa tặng vé không thay đổi 20.000 đồng nha quý vị nha. Những cái này chúng em bây giờ là những năm thân lời tăng được phụ bên dưới. Rất mong anh chị mà đang chưa có vé vòng loại này thì mình nhớ nhiệt tình tham gia tham dự cho bạn chị chúng em. Vé này nha, em đang ví dụ tấm vé này là hồi nãy thì tấm vé có số ký hiệu 456 và có rất là nhiều số ký hiệu. Và hồi nãy là chúng em đang cập nhật cho quý vị là hai dòng loại, là cái dòng loại hồi nãy đúng không, cái này nè. Đúng rồi, em lấy rồi. Em lấy cái dòng loại mới này cho chị. Đây cái dòng loại này nè, là dòng loại hồi nãy chúng em cập nhật cho hai dòng loại thì cái số dòng loại là nó nằm trên đầu tấm vé và những con số cơ bản mà chúng em đang phục vụ chúng quý vị từ hàng số, hàng chục, hàng mười, à, hàng số, hàng mười, hàng hai, hàng ba, hàng tư và hàng năm. Trong hàng năm có con số 60 là hết đát. Ha, quý vị lưu ý nha. Và còn dòng loại này là cái dòng loại 310322. Quý vị hãy kiểm tra trên lá tấm vé của quý vị. Nếu khác cái dòng loại này, quý vị vui lòng không ủng hộ vì cái tấm vé đó có thể không hợp lệ và cũng không phải là do chúng em xuất bản ra. Cho nên quý vị lưu ý về vấn đề này giùm cho chúng em. Rồi ngay từ bây giờ chúng em đang cập nhật cái dòng loại mới. Chúng em sẽ đọc lời thêm một lần nữa cho quý vị cập nhật cái dòng loại này, quý vị dễ hiểu nha quý vị. 310322. Rồi quý vị thấy dòng loại này quý vị ủng hộ giùm cho chúng em. Còn ngay từ bây giờ cái dòng loại cơ bản như thế này, mong muốn quý vị sẽ tham gia tham dự khi mà Lô Tô Hương Nam đang triển khai để phục vụ cho quý vị qua mỗi đêm. Và có thể quý vị sẽ có người sẽ lần đầu tiên đến với lại Lô Tô Hương Nam đúng không? Cho nên quý vị muốn biết những cái lịch diễn cơ bản của chúng em ở nơi đâu và chúng em sẽ trình diễn ở đâu và như thế nào thì có thể quý vị qua bên trang fanpage gánh hát Lô Tô Hương Nam hoặc là quý vị gõ lên YouTube gánh hát Lô Tô Hương Nam thì quý có thể quý vị sẽ xem live stream trực tiếp mỗi đêm. Và cũng có những cái chương trình mà chúng em phục vụ những giống như những chương trình nè, MV nè, rồi những bộ phim chúng em phát hành được phục vụ cho quý vị. Còn ngay từ bây giờ một lát em sẽ nói nhiều về những vấn đề đó để cho quý vị hiểu rõ về Lô Tô Hương Nam. Còn ngay từ bây giờ quý vị có thể chắp tay bắt đầu dòng số. Rồi ai chưa có nhảy cho ta luôn quý vị. Giơ tay
ra để tất cả các cái đèn chúng em thấy dấu hiệu mà phục vụ cho quý vị có những cái dòng loại đặc biệt quý vị nha. Chẳng hề gì tụ tập ăn chơi cùng với nam bạn bè cùng cô là chơi bên trong nhà nhà, đi đi con đường mình đang chẳng thấy quê.
số đầu dài không đem mấy chất liệu đó lên đây nha. Ờ xu đó em. Rồi kết thúc cái gì? 44 là số đọc giải rồi, ok, từ từ thôi. Mời cô gái bước lên sân khấu đi cho các em rồi xuống lại. Vậy mình có đọc giải không chị? Dạ. Không có đủ chỗ ngồi cho khán giả luôn. Thôi bây giờ quý vị nào mà ngồi mà không có chỗ ngồi quý vị. Cái gì nó hú dữ vậy trời. Đó. Rồi bây giờ quý vị nào mà không có chỗ ngồi quý vị kiếm có chỗ ngồi có chưa? Có chỗ ngồi chưa quý vị ơi? Chưa có đúng không? Có ngồi trên đầu em này được không? Thôi mà cái bóng nó leo lên được không? Rồi nó giỡn cho tôi quý vị thông cảm nghe. Chủ nhật á là thường thường là cô chú anh chị và đặc biệt trường Lưu Tuân Hương Nam mỗi đêm như thế này. Cái điều đó đều để cho Lưu Tuân Hương Nam để tôn trọng khán giả mỗi đêm. Thì mong muốn quý vị hãy đến đây và cho các con của mình cũng như là các cháu và những người quen của mình biết đến Lưu Tô là một bộ môn nghệ thuật dân gian. Mà quý vị đã thấy Lưu Tô thường thường mà nhắc đến á là mình sẽ được chơi vào những ngày như thế nào ha. Vào thời điểm xưa á thì quý vị được chơi vào chơi lô tô vào những ngày mà ngày lễ giống như là ngày Tết nhất á, ngày vào từ ngày 25 Tết nè mình chơi dài. Nhưng mà lô tô Hương Nam đang hiện hữu trước mặt quý vị qua những chương trình đặc biệt mỗi đêm như thế này, cho nên quý vị hãy lựa Hương Nam là một trò chơi giải trí và đến với lại lô tô Hương Nam mỗi đêm tại quận 2 của mình. Lấy chị về á, má chồng tưởng chị á là ai biết không? Ai? Là con trai của bà. Nhưng mà một lát nữa các thi sẽ kể nhiều về vấn đề quý vị biết không, đó giống như là những người mà phụ nữ mất mất vậy á thì rất là tuyệt. Đây ai chưa dễ đưa tay luôn quý vị ơi, để chúng em cùng chụp lại nơi đó qua những cái đồng loại đặc biệt để mong muốn quý vị trở thành gia đình người 20.000 đồng quý vị, 20.000 đồng. Xô gì ra mấy gì đây tôi mất một cờ ra cờ ra mà con mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì ra người ơi có chứ có buồn người còn đây những lúc đó chưa trầu đổ dầu quá hát cho chuồng cho má.
Hát lại. Mới câu đầu tiên mình bước lên sân khấu thì chơi không có hát như vậy được. Hát đàng hoàng cho các chị nha. Làm lại một câu xuất sắc. Rồi chém lại nhớ đi ơi. Rồi số ký hiệu 2, 3, 5. Đứng trong lời. Số chúc từ trường điểm khi qua là con số 15. Có 1. Số 1. Có 2. 26. Có 3. 40. Rồi chúng ta có những vé của chủ nhân đầu tiên đã hợp lệ. Rồi còn ai chung chung nữa mà. Năm mấy hả chị? Năm mấy? À với thứ tư tự con gái là em nhận thức mình là con gái vào bao nhiêu được? Từ nhỏ luôn. Từ nhỏ em đã nhận thức mình là con gái rồi. Dạ đúng rồi. À, em lớn lên em muốn hình dạng mình giống như người con gái đúng không? Rồi em có mơ ước em có gia đình hay là chồng không? Có. Có. Vì nhưng mà ngộ như nào quý vị. À thật sự cái này mình nói là mình hơi lạ một tí xíu. Giống như những người phụ nữ được quyền yêu và những người đàn ông được yêu người phụ nữ. Nhưng ở đâu đó những người chuyển giới giống như tụi em đã bỏ hết công sức để gọi là tái tạo mình lại và làm cho mình tìm được một cái giới tính thực thụ của mình. Và đến ngày hôm nay cái này không có nói giỡn đâu quý vị, rè bà nội. Trời ơi. Nó làm như cái chuyện. Cái này tâm sự thiệt. Cái này tâm sự thiệt mà làm như là chuyện hài vậy đó. Rồi đó quý vị, giống như bản thân của tụi em cũng như là người đẹp Tina đó cũng phải là chuyển giới, đổi phải qua bên Thái Lan rồi mình chuyển mình lại thành một người con gái phụ nữ hoàn thiện. Thì về tới Việt Nam rồi á thì người đẹp Tina cũng đang hoạt động qua những cái công việc giống như là phun xăm chân mày nè, phun môi nè đó, cái chị mà mặt ẩm đen đó quý vị đó, hiện bây giờ cũng là một hot girl trên Facebook Nguyễn Hồng Tâm. Cái gì? Nguyễn Hồng Tâm á, hay là Cường Tâm á, mày mới là đàn ông hiểu không? Chiến Hùng. Chiến Hùng là tao rồi má. Rồi thôi bây giờ quý vị trở lại những cái dòng quay như thế này. Rồi cô ba cháu dòng bao nhiêu vé vậy em? Một người đi bán đi em ha. Rồi kính thưa quý vị, ai chưa có vé quý vị giơ tay lên à. Mình giơ tay lên để tụi em thấy những cái dấu hiệu, những cái tay của quý vị để chúng em đem vé về từng nơi. Cô ba cháu dòng. Thì cái vé cho tay có đen kìa, thấy không? Đó, đem vé cho gia đình người ta. Rồi kính thưa quý vị nào đi sau tới trễ mà thấy cái ghế trống á, hoặc là cái quý vị đang thấy gia đình đang ngồi mà còn dư mấy cái ghế, quý vị cứ việc là hỏi là cái ghế có ai ngồi hay không. Nếu không có ai thì quý vị có thể là mượn để lấy cái ghế đó về, mình có cái ghế ngồi đàng hoàng và mình vui chơi với lại tụi em trong những đêm như thế này quý vị ha. Quý vị đến đây á, dù lạ hay là dù quen như thế nào, chúng em vẫn phải phục vụ công bằng và rõ ràng để cho quý vị biết tụi em luôn luôn tôn trọng và đồng hành với lại quý vị thân yêu nha. Kim tiền chị giá bao nhiêu đó một lát chúng em sẽ thông báo được cùng chú quý vị. Còn ngay từ bây giờ quý vị cầm tay trên tay bắt đầu gì đây, mày gì đây.
mây gì đây, mây gì đây, mây gì ra, mây gì đây, mây gì đây, mây gì ra, nhìn nhìn chắc đơn vô trong đêm, buồn nhớ ai chắc chưa tìm sâu, cùng sông phương chắc nơi đang tháng như tìm người thương, lừa vẫn chẳng anh nơi xa. Con năm mươi, 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 con năm mươi
rồi này mau giả thành mà nam đi á. Thưa thầy con chúng ta xin người đang tăng 45 ra 45 ra 45 mày gì ra mày gì đây gì ra mày gì ra làm gì đây làm gì ra. Chè mà nấu cà ri hả? Chứ món mới chắc ngon à, dữ ngon dữ à. Để hát đi cũng sao thì mẹ. Rồi hát đi tiếp theo nè là gì? Đổi món khác đi má. Lỗ Hồng Kông đi. Lỗ Hồng Kông hả? Mấy gì ra, đó. Mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Con phi liêu, con là tiếng nói gì. Bậy không? Tiếng Hoa, tiếng Trung ta gì đó nè. Cái gì tiếng Trung ta biết nè. Sao ta nghe cái gì từ gì? Nghe thú quá vậy? Cái gì? Ở đây góp là nhiều khán giả đó nên góp là nhiều người ta biết có là nhiều thứ tiếng nha. Nè, mày hát lời đi, hát lời đàng hoàng. Không nhạc luôn, hát lời đàng hoàng. Hát chạy. Số gì ra con quy liêu xoan nhạc tiếng nói gì. Ngày hôm qua thấy bắt cây ẩn đó cái trời cái gì vậy cái gì à hiểu lầm hiểu lầm hả trời ơi bây giờ hát lại đàn hát không cần ngoài cái tiếng đó còn biết tiếng nào nữa không tiếng Ấn Độ Ấn Độ rồi hay vậy má cái bài gen là cái bài ai biết má mày gì đây có nè ai tổ ra xì xì cho mày China mà nó phải tiếng Ấn Độ đâu. Độ bạn hát lại đi. Hát lại có ngàn cái bài hát này cho khán giả nghe đi, người ta rất là nhiều người ta biết rất là nhiều tiếng nè. Bây giờ hát ra con ngựa hát tiếng Thái đi. Ok rồi, hát lại tiếng Thái giùm em đi. Gì ra? Nhưng hát nha. Đúng rồi, hát đi. Ô chẹt. Rồi lại ba lại nè. Ê đừng lại cao quá cưng ơi, đừng lại cao quá. Ê đừng lại cao quá, chị thấy cái cống. Đừng lại cao, ừ đúng rồi, khụp người xuống đúng rồi. Lại cao quá làm sao chị tưởng là cống tốt nước. Không, mới đợi, đúng rồi. Chị thấy cái cống bên đây không? Chị thấy không? Thấy. Đó là cống của nó đó. Đây nè má, ta nói cái lỗ bên đây nè, bà nội mày chỉ đâu làm sao mày vậy. Rồi hát lời, làm lời lại đi em. Hát tiếng Thái nè. Thôi bây giờ lắc đầu á, cứ phải lắc đầu á nó mới gặp. Ừ đúng rồi. Ôi, hát tiếng Thái cho ra số này đi má. Ra số gì? Trời ơi. Chị hát, chị hát con số này nghe không? Dạ. Trời ơi, con số 54 mà hát. Rồi hát đi, hát con số 54 đi. Chết rồi ngay sai sai đứng đàng hoàng em đứng đàng hoàng rồi đó lúc lắc chữ gì Huy bỏ chân xuống bỏ guốc ra em coi xứng không bỏ guốc ra hả rồi được ca trời ơi chết rồi
đẹp đôi quá em ơi. Ôi hai anh lận, hai anh rồi giờ sao? Trời ơi chết rồi, hai anh này mà chơi BD chắc tôi gãy xương quá. Thì Phương á, thôi bây giờ mình dò xuống nè. 0A301 hợp lệ. Rồi, xin chúc tôi dự điểm kết quả con số 27 có 1, bạn số 3 có 2, 45. Rồi bây giờ nè, hai bạn đã đọc giải rồi. Thì bây giờ hai bạn muốn chia đường hay là quay vòng cầu nhà số, hay là có một cái dòng loại ưu đại và đặc biệt để dành cho hai bạn là sẽ được chơi bên em miễn phí vào cuối giờ ngày hôm nay không có phân chính mùi. Các bạn xin nghĩ sao mà mình cứ trả lời là đi vợ là chị ơi, vợ là bữa nay đi với ai? Bạn, bạn trai bạn gái đi xuống luôn đi bạn, xuống đi, xuống bạn, xuống bạn, dáng chưa sợ đi trên ô tô bạn gái theo, dáng chưa sợ con lại đây cô biểu cô thương con nít lắm, lại đây đi, lại đây em là nha, lại đây cô yêu quý con nít lắm. Lại đây, lại cô biểu yên tâm. Lại đây, cô biểu nè. Lại đây. Trời ơi, mặt tôi bộ ác mấy gì mà sợ dưới chứ trời. Mày còn đi nhà cô nghiệp làm quỷ. Nói dở cho tôi cái gì. Con, nhà con ở đâu vậy? Nhà con ở đâu? Để con lại đây, cô biểu con lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây, lại đây. Trời ơi, nhỏ con nhìn con hoài luôn, con bị lạnh lắm con. Con nhìn cô giống như ba con vậy đó. Trời, thôi cái gì em? À và kính thưa quý vị thân yêu ơi, những cái ghế nào còn trống quý vị có thể mình ngồi mình bỏ ra ngoài giùm cho em. Để một lát nữa khán giả người ta đi ngang á, khách hàng đi đến sau người ta thấy cái ghế trống người ta sẽ lấy ghế trống người ta ngồi quý vị ha. Đó mình thông cảm mình chia đều với nhau đó. Ok, đừng lấy ghế đập đầu con cho ba. Tôi hết hồn cầm dưới tôi hết hồn mà má ơi. Tôi tưởng ông súng 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 vô tôi làm cái gì. Rồi thôi, ba bây giờ quý vị ơi, ai chưa có dám cái gì giơ tay lên nè. À? Đó. Rồi để chúng em phục vụ từng nơi đi nữa. À nhiều khi mấy người mà giao hàng á nghe điện thoại nó cắt đi. Alo anh ơi. Anh ơi em đến em giao hàng cho anh nè. Phải người ta nói anh hùng rồi em tới rồi. Hết cũng rồi cũng có nữa. Mình phải chấp nhận thôi, tại cái chuyện đó mình không trách được người ta. Cái đó kỳ thị người ta gọi là kỳ thị, gọi là sao ta chị? Vô gì đó người ta gọi là cái gì đó chứ gì, người không trách được người ta. Cái đó chuyện đó chị, người ta phải làm trong cái tiềm thức, người ta phải nói như vậy. Nếu mà người ta thấy trước mặt giống như thế em trước mặt mình dừng xưng anh thì không có được, đúng không? Quá trời, có anh nào vậy không? Có anh nào vậy không? Đâu em làm lại coi. Ôi à, có anh nào vậy không con? Ba con làm được gì không? Không nó chưa chắc chưa rõ ràng không? Con bé nó còn nhận thức được. Rồi thôi bây giờ cái gì có cháy trên tay bắt đầu giờ xuống. Con người bạn còn hai chị đi, hai chị đây, cái nhà em vô, cái phòng mà em siêu, mình thơm có chiều tập luôn.
làm lợi đi, giờ cũng làm cái gì mà cho nét nó sợ luôn đi. Đi quên kia đó. Nghe lên. Trời ơi, cái giọng nói có lệnh quá, tao không nghe luôn kìa. Con gái con ơi, đi đứng này để thôi mấy cô chú. Thôi bây giờ nè, cưng làm nó được không? Nghe làm đi, nhiều khi bé nó sợ cưng sao? Bị tai biến hả? Thấy tiểu đường. Mấy má ơi, mấy má nói vậy không còn ngọt ngào. Mình là ví dụ mình đóng trong vai hình ảnh con gái rồi, mình phải nói nhỏ nhẹ với con đứa nít nó mới nghe, đúng không? Nhà ở đâu? Cười luôn. Nó quỳ lắm, nó nể chị lắm. Trời ơi là trời, nó nể chị lắm. Chị mượn tiền góp nhà nó là chị đóng đều. Phải không? Không có giật một ngày luôn. Nó cho con mượn 2 giây đi. Thôi 2 giây hả? 2 giây thùng á. Lại đây, chú nói nghe nè. Lại đây, lại đây. Rồi thôi bỏ mẹ luôn đi ba ơi. Nó không nghe luôn, hơi bị số nó ơi. Tổn gì nha. Vui lòng khoan và vào đây nhé. Rồi ok, mời cô gái bước lên. Dạ, 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 dạ,